Ngày 23 tháng 9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng Long An cho biết vừa tiếp nhận 34 công dân Việt Nam từ phía Campuchia. Đa số được về là do công ty không trả lương, bỏ trốn, thiếu giấy tờ tùy thân hợp pháp nơi nước bạn. Qua kiểm tra có 28 người có hộ chiếu giấy tờ tùy thân, 6 người không có giấy tờ tùy thân được lực lượng chức năng Campuchia trao trả trong đợt này. Theo anh NCK, 20 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An, anh lên mạng thấy có thông tin việc nhẹ lương cao nên liên lạc. Sau đó qua hướng dẫn trên mạng, anh lên thành phố Hồ Chí Minh và được đưa đi theo đường biển. Khi qua Campuchia, anh ca làm việc trên mạng được 7 tháng ở thành phố Sihanoukville, tỉnh Sihanoukville. Khi công ty thả lỏng, anh tìm cách trở về nước. Thượng tá Phạm Thành Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, vào lúc 19:40 ngày 22 tháng 9, đồn đã tiếp nhận 34 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về nước. 34 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ các tỉnh thành trong cả nước, riêng tỉnh Long An có 2 người. Hiện tại, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang hoàn tất các hồ sơ để xử lý theo quy định.